cần làm thì nó không làm. Nó làm lâu, cái này cả chục năm rồi, lâu lắm rồi. Nó cũng bị bai màu rồi. Thế là bị thiếu đuôi. Thì thiếu tùm lum rồi đó. Bị đứt khoảng. Nói chung á là tuổi tác và nói chung là không đẹp mới gặp mai. Đó. Chứ đẹp ở nhà rồi. Thì bởi vậy đẹp ở nhà rồi. Chính xác. Chính xác thiệt đó chứ. Nhìn lên cho em. Trời ơi. Cái này đời đi lên luôn đó nha Tâm ơi. Đời đi lên. Đời lên luôn đó. Tâm chờ từ giờ đó. Tâm nổi mai rồi. Tâm là thuộc diện á. Nè. Trộm sáng lên hẳn rồi luôn. Sáng ơi, em nói chị Tâm nghe nhé. Em đi cái dưới khỏe đây, tự nhiên thấy hết cái bầu mỡ. Bầu mỡ bên này bự ơi là bự nè. Thấy chưa, trắng nhất cái mặt giống như là cái mắt nó buồn hiu à. Mắt mình trời ơi, nổi tiếng trong đoạn bàn là mắt tươi nhất mà giờ chơi thì chơi. Bây giờ lên tươi nữa nè. Chị này về tụi bay. Chị này về tụi bay chết với ta. Thấy chưa? Rồi. Lâu quá là nhờ Mai lo nó ra. Bung ra là trên đàn là sướng dễ ổ rồi nhưng mà hơi kè. Bữa em sẽ dừng lại em cho nó bung lên. Bớt nó lên. Bớt lên chắc chắn có được. Bớt ngon lành luôn. Nhìn đây coi nè, nhìn đây, nhìn tay em. Tại mà khi mình bắt đầu nó sụp mí á, cái nó sụp hai bên đều. Thì đó, nó rụng nha, nó sụp, nó cục thằng nào đều đâu. Đều đâu, nó đều này là bội bắt bội khác. Tại vì em không bội. Chị đưa cái tình trạng nha, tại trước nãy em cũng chùi đi để em sao đây. Đó, cái khóe màu này cho chị. Chị cứ khóe lại chứ. Mình làm vậy thì mình có xếp lại thôi. Không có bị răng cưa không? Nó nhỏ cho nghe vậy đó. Đúng rồi. Dùng từ chính xác á. Chính xác. Nó bị thâm lan ra ngoài. Cứ mỗi lần, tụi bay lời em chút. Chị có hạn á. Từ đó về sau. Xong cái mày, cái lông của bà đẹp lắm. Hey you. Cái vậy bà xoay như này bà đẹp quá. Cái bà ngồi dậy bà, ủa sao không có bằng vậy. Thì từ lần sau chị cứ gặp ai á, cái chị nằm xuống, ê nhìn chứ mày. Em bị nằm xong, chị nằm dưới kia. Thôi nhìn mà. Này xong, xong mà nằm rồi mình làm bài thơ được luôn á. Mắt suy nghĩ về Huế yêu. Không đau, không buồn, không gần gò mở. Dưới dưới này khó làm nhất. Không sưng. Không có bệnh gì. Rất là nhẹ nhàng. Rất là nhường nhịn bạn luôn đấy. Dạ, chị... Tâm gọi con à. Cười em đi vào trong cái sụn này nó có đau không chị? Không. À, ta không đó. Mà ngửa ngửa đà cho sao. Đây này. Thông thường á, người khác họ không dám đi vào trong này. Nó là cái phần sụn của chị nó khó làm lắm.
giờ cái mắt đó nó theo cái natural á, nó nháy nháy một chút. Rồi chị đau không, đau như nào ha? Không, cái khóe này là đau nữa mà có cảm giác không chị? Có chăm chăm một chút vậy thôi, phải đã minimum rồi, rồi không lẽ không cho nó xịt nè. Chấm vào cái đuôi này. Chỗ này nó hơi dày một chút chị Tâm biết không? Nó hơi sexy. Yeah, please. Mai thì thử làm sao mà nghỉ về. Tốt nhất cho Tâm thì làm thôi, chứ Tâm không có hề đau hoặc là không. Tâm tự hoàn toàn do please. Hay thiệt. Trời phú cho mọi người mọi nghe đó chị. Ừ. Gọi là tiếng Mỹ gọi là ringtone á, Việt Nam gọi là mát tai á, dạ Việt Nam gọi là mát tai, còn người Mỹ gọi là ringtone là có bàn tay màu xanh, làm màu gì xanh cũng tươi xanh, tường á, dạ ringtone, dạ. Tại vì tất cả cái người mặt mình mà làm bao thử rồi cái này là phải đau nhất, phải không? Mà chờ cái này là vùng da sensitive nhất, yeah. Trong cái vậy là đã từng làm một lần rồi hiểu rồi, không phải đã chưa hiểu mà mình đã có sự so sánh đi không? Giống như là từng yêu một lần mà đau khổ. Đã từng yêu một lần rồi, lần nhưng đầu tiên tan nát quả, giờ bù lại. Vậy tức quả bù lại lần này êm ải vô cùng. Ừ. Tặng ông chồng ôm nãy giờ. Ừ, ông này chắc sổ trai làm được, coi. Sổ trai nhưng mà đang cần thì thôi cũng được. Đau chị không, nhột trời ơi mà đã ngứa có amazing thiệt á chị vừa nói hồi nãy đó, hồi xưa chị đi làm một lần bên trên không, trời ơi tới đây sờ tọt luôn á. Năm mà nói cái câu chơi sao cho xong cho rồi sậu cũng được đi ra cho rồi đau quá. Làm chỗ hồi xưa hả? Hồi xưa đó đau lắm rồi, coi như cũng đang sợ. Sợ gặp ai cũng nói hơi đừng làm đã nha, sợ lắm. Bây giờ về phải kể cho bạn nghe đúng rồi, lần này về rồi kể cho nghe, tụi nó cười lắm quá. Từ đi có mày đó mà tụi nó chờ. Tâm nói là Tâm đi, Tâm là mẫu, Tâm là mẫu thôi, Tâm nhỏm á, Tâm nói sự thật, Tâm nhỏ, Tâm nhỏm, Tâm lớn hơn mày đứa 3-6 tuổi, chỉ có cái gì nên là bàn khác thôi. Chị lớn hơn mình 3 tuổi, nhưng mà cái nhóm chỉnh của Tâm á mà mắc cười lắm, mình làm gì là hay chờ xong rồi làm theo và tưởng tượng, mà ai cũng sợ đau phải không, ai cũng sợ đau. Giờ là chứng nghiệm không đau ha. Mí dưới không đau, thông thường mí dưới là đau nhất đó Tâm ơi. Ồ thấy hả, mày cứ mày cứ nói sensitive. Xíu thất nha. Oh my god. Không đau ha? Không đau. Em vừa làm vừa tẩy á. Em đi online xong rồi tẩy. Thường tẩy nó sẽ bị đau hơn mà chỉ không feel luôn à. Có nhiều người xong em xong môi xong ngáy. Ngáy đó. Đây sắp rồi nè. Đứa thăm bóp rồi ngáy luôn. Yên du ha chị ha. Yên du. Excellent.
Mặt chị nó sáng ở bên này nè. Sáng hết luôn. Tôi muốn làm mũi bà luôn. Chịu được không ta? Được. Em guarantee. Chưa, mũi em chưa cho tới.